Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình làm clip mình nói gì mấy vấn đề anh em hỏi bữa nay nè. Anh em hỏi nhiều. Gà sao bội. Anh em hỏi gà sao bội. Mặt chân mình mẩy gầy. Hay gà anh em nói chung là gà mà thấy sao bội là em thấy là nhói trong lòng. Nuôi gà gà mà gặp sao bội cái trời ơi trời là trời trời hoài luôn, nhói trên. Nhói đau trong lòng. Hai con gà nằm trong bẹp. Mặt mày mỏ thì nói chung mỗi lần sơ bộ là cái mỏ con gà hư hết hai cái phế miệng, hư hết hai phế miệng luôn. Nó bị hư hết hai phế miệng rồi, mình nói với anh em là gà sơ bộ không ai muốn vậy. Mà gà sơ bộ thì anh em cái phàn nàn là con gà xuống ký là cái thứ nhất này, xuống ký. Rồi mặt mày con gà vậy rồi anh em không biết làm gì, anh em sợ không biết làm gì. Lúc nào con gà nó cũng bị bầm, bị hư, vết này đủ thứ hết. Anh em cứ hỏi là con gà sao bội mặt mày nó sưng bị bầm chứ hỏi làm sao hết. Thì cứ vô ngại, quét ngại, uống âm bi. Chân cẳng thì quét ngại với thường muối, chút xíu muối vô chân quét mày, nói chung là quét thường xuyên. Quét hoài luôn, quét cho nó mau lành vết thương và sát trùng được vết thương. Ngại nha, nó hay lắm á. Sát trùng vết thương cho anh gà lên em ha. Và nó sẽ làm mau khô vết thương. Cái công dụng của ngại bữa nào nói anh biết là nó sẽ làm mau khô vết thương cho gà. Lúc nào con gà nó cũng hư hay cái miệng, đa số là bị vậy. Và anh em á, anh em bắt đầu là lúng cuốn lên, tại vì gà nuôi phải cưng chứ sao. Nhưng mà gặp dịch hướng tình huống bị như vậy ai đâu muốn. Nó sung quá thì nó lôi bội, nó kéo chuồng, nó làm đủ thứ hết đó, thì gà nó sung thì nó phải vậy thôi. Nhưng mà anh em đừng có sợ, con gà xuống ký, tại sao xuống ký? Con gà cái miệng nó đau nó ăn không được, sao nó lên ký? Rồi con gà cái mặt con gà nó bị này bị nọ, cái anh em hỏi gì sao lúc nào nó phải bị vết thương này nọ thì nó từ từ nó mới hết. Không có gì mà làm cho con gà anh muốn cái thuốc gì mà chích vô uống vô con gà nó hết liền, làm gì có chuyện đó. Cái gì cũng phải từ từ anh em. Mới về điện mình hỏi gì cái vụ nó hoài luôn, hỏi cái thuốc gì chích con gà nó hết không đủ thứ trên, chích cái gì bây giờ? Cái vết thương nó lại như vậy rồi thì nó từ từ nó mới xẹp nó hết. Vì con chân cái cổ lớn này, cái đầu thì bá gì đó, cái chân dễ dây gì khỏi bàn luôn, banh chành hết ngón chân nữ hứ hết. Anh em không nói ai mà không nhót, nhưng mà phải làm từ từ anh em hiểu không? Từ từ nó sẽ bị hư hai cái phế miệng này, con nó bị tét phế miệng này, nó sẽ bị ké, đa số đa phần là ké phế miệng. Mặt mày gà thì phải từ từ nó xẹp, anh em sức muối, sức đồ muối với nghệ anh pha nó giờ nói đó, quét thường xuyên, sáng quét, chiều quét, quét hoài luôn, quét cho con gà nó mau khô vết thương, từ từ nó sẽ xẹp, nó không có bị sưng từ từ thời gian. Nhưng mà anh em phải đút nó ăn, cái quan trọng là đút nó ăn. Thức ăn anh em để chút xíu nước vô, hiểu không? Anh em dò lại cục lớn mới lớn, anh em đút nó ăn, chịu khó đút nó, cái cưng nó. À, phải làm vậy đó, đút nó ăn từ từ, cái miệng nó đau nó ăn không được, phải đút nó ăn từ từ. Nghe chưa? Cứ quét ngại hoài cho mình, âm bi uống 2 ngày liên tục. Đó, muốn hút giảm đau vậy cho uống, mà uống nửa viên thôi. Giảm đau uống nửa viên thôi, đừng có chơi hút mạnh, hút gì trên. Anh hiểu không? Hút càng rẻ tiền là con gà nó càng ok. Anh em ra mua giảm đau, hút nhập của Mỹ, của Pháp gì không, uống vô hai con gà gục đầu thêm tím đầu thêm. Cái liều lượng dị thuốc á mà nó hút người ta nó rất là mạnh, anh hiểu không? Thuốc cho người ta rất là mạnh, còn con gà thì nó rất là nhỏ ký. Anh em cứ dập vô vậy, dập vậy không thứ gì chịu nổi. Nói anh em có đâu lợi như vậy, cho con gà anh em tốt, càng hút càng rẻ tiền càng tốt. Còn cái liên cục xin á, chích á, thì anh em mua cái ly cu xin nó chích á, mình không hiểu sao cái ống hút của người ta
mà anh em rút như chích người ta hay gì đó, một xê một ống đủ thứ anh em chích, thì con gà anh em nó sẽ bị sốc thuốc, nó nặng quá chịu không nổi, nó đài. Đó. Bởi vậy tại sao mình nói là không hạn chế, không bao giờ chích thuốc Lycosin. Đó. Cái thuốc nào của người ta nó rất là mạnh, hiểu không? Thuốc bổ, thuốc gì của người ta là con gà uống không có được, nó rất là mạnh đó cho anh em biết. Chị cũng nổ con gà là hư con gà luôn đó. B12 của người nè, B15 của người nè, uống vô con gà còn đai luôn, chứ không phải là hút bổ hay hút bổ cái máy uống cho con gà uống, nó đai luôn đó cho anh em biết. Hút người ta nó là mạnh đó. Còn cái phế miệng con gà thì từ mình có chỉ cái clip trong cái clip kia, hướng dẫn trong cái clip kia là phế miệng làm sao. Mình lấy ngón tay mình giật ra cái phế, mình lột ra, đúng không? Lột ra, lột phế miệng ra, lấy cái nhíp gấp cái màng vàng vàng, gấp ra hết sạch sẽ, lấy con gòn lau khô cái phế miệng, lấy muối sức sát trùng lên sạch sẽ hết rồi lau khô lại hết luôn. Đó, lau khô cái phế miệng xong đúng không, mà làm cái gì, rút ruột viêm bi ra gắt lên xíu thôi. Mình lấy con tay mình chà chà hai cái phế miệng của nó đó, vài bữa sau đảm bảo phế miệng con gà nó sẽ làm, nó không bị ké nữa. Như con ké cục bị lớn sưng lên bành kia, cái con gà nó ăn không được, cái anh em không cho ăn luôn. Anh em nói trời, con gà xuống ký không có cái gì mà ăn, không có cái thuốc gì mà uống vô không cần ăn mà mập á, anh hiểu không? Thuốc uống vô phải kích thích ăn uống nó mới mập mới lên ký. Còn con gà này cái miệng nó bị như vậy, cái này muốn hút tay, trong khi đó là uống thuốc rất là nhiều luôn, chích thuốc đầu đủ thứ luôn. Nè anh em bị là cái này nè, uống thuốc rất là nhiều, hút tay không, hút mạnh không, nó đặc biệt con gà không có ăn. Chính người ta ở đây nè, người ta ăn rồi mới uống thuốc, bác sĩ nói anh em đúng không? Ăn no rồi mới uống thuốc, đúng chưa? Còn con gà nó không có ăn, ăn không được, sới dập một cái thuốc nó cũng không ăn đâu, chịu dập một cái thuốc vô rồi bộ phận đầu lòng gà nên chịu nổi không? Chính người ta đây mà còn phải bị ăn xong no, ăn no rồi mới uống thuốc. Còn gà nên cái chơi gì không, sáng cử chiều cử mà cho hút mạnh không, nhưng mà trong khi đó trong cái bầu dì con gà nó không có ăn một cái gì hết. Cái đó là một cái sai lầm của anh em nuôi gà bị hư xiên. Mình lấy cái chén mình để miếng thức ăn vô, bị nước vô cho nó mềm, mình vào chặt ra cục lớn như này nên nhét nó ăn cho mình đi, nó vẫn tiêu quá bình thường, nó không bị hết, nhưng mà đừng có đút nhiều quá, tại con gà đang bị thương. Nó đang bị thương là con gà nó sẽ yếu, anh em hiểu không? Đó. Còn mình ở đây con gà mà bị thương, bị kiểu đó đó, nó ăn không được đúng không? Mình đút nó ăn đó, mình ôm bì. Còn có B12, năm B12 á, mình chích cho nó đó, có B12, chích B12 được, B12 của gà nha, đâu đó đâu gà, B12, B15 gì đó đủ thứ hết, B12 5.500 gì đó đủ thứ, có B là chích cho nó. Tại con gà nó bị thương, nó không có ăn thì cái cơ thể con gà nó rất là yếu, mình phải chích thuốc bổ cho nó, đó rất là tốt cho con gà. Anh em nhớ là đút ăn chứ không phải là uống thuốc hoài. Như con gà bị tan cũng vậy, anh em đem về anh em cứ dập hút tan vô, nhiều khi cho anh em chơi hút đá nè, chơi hút đá xong cái là hút nó vô, con gà nó cái mệt cho mình đúng không? Anh em gì chích thuốc tan, uống hút tay, uống hút đủ thứ vô, rồi con gà không có ăn, qua ngày mai gục cổ gục đầu. Anh em hiểu cái vấn đề đó, dùng hút tay quá nhiều con gà chẳng có ăn cái gì trong đó hết. Tại sao rồi sao mà cái bộ lòng con gà nó chịu nổi, nó bị giặt, nó gục đầu gục cổ tím đầu luôn. Đó là tại sao, tại vì mình làm con gà nó bị, chứ không có ai làm con gà bị, con gà bị nhẹ luôn. Anh em làm vô vậy nó cũng mệt, con gà gục đầu luôn nữa. Đặc biệt phải có ăn mới có uống thuốc vô cho anh em biết chơi chuyên gia là vậy, không hứ gì chịu nổi. Như con gà bị sao bội á, con la con gà xuống ký ớt ỉ bằng xanh bằng trắng, mà trong khi đó uống thuốc nhiều vô mà chẳng có ăn, thì con gà nó không có ăn gì, cái bộ đồ lòng đường rượu nó có làm gì đâu mà nó thải ra ngoài được, nó phải đi phần nhớt nhớt vậy đó, anh hiểu không? Chứ con gà không có bị cái gì hết trơn á. Đó là mình nói về trường hợp anh em nuôi gà sôi bội bị tan, anh em phần bị đó, anh em câu lại cho mình nói đúng không, càng lúc càng nặng thêm không à. Hút mạnh nha, hút pháp nha, Mỹ nha, uống thuốc gì không đó.
hút rẻ tiền thì nó không hiệu quả, không tốt, không có chơi. Nhiều con bị nhẹ nhưng mà tại anh em làm cho nó bị nặng, là tại hút hút uống thuốc quá nhiều. Rồi đó mình nói cái nhiêu đó thôi. Thì anh em câu lại coi, anh em làm coi chị con gà bị, coi anh em có giống bị như vậy không? Chứ không phải uống thuốc nhiều là nó tốt, nhưng mà anh em lại quên cái vấn đề là nó phải ăn đó, nó phải ăn. Còn vấn đề mà anh em hỏi mình con gà đi phân ra lúa, đi phân ra lúa rồi đi phân có máu đó, đi phân có lúa thì nó dễ hơn, đi phân có máu mà nó bị kết lỵ nó khác nữa nha, nó bị xuất huyết đường ruột ở trong á đó. Đó thì cái đó thì mình nói với anh em là nó đơn giản thôi, nó không gì khó. Gà mà đi phân nó cục 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 mà cái bọt á có máu á, thì anh em hái lá mơ cho mình, anh em chia sẻ anh em cái này luôn, lá mơ nó hay lắm. Anh em lấy cho mình 6-7 lá, gà nào thì lấy 10 lá với 7-8 lá thôi được, không ăn nhiều đâu, chè lấy 4-5 lá cũng được. Anh em lấy vô chén, anh em lấy cái đồ vậy, anh em dài ra anh em cà, anh em đập dặm dặm theo cho nó nát ra hết, đúng không? Một cái ống chích mà 10C đó, chích nhỏ đó, chích ngón tay út nè, chích 10C. Anh em đâm nó ra hết cái lá mờ xong đúng không? Rồi anh em lấy cái đồ, anh em lấy khăn gì đó, cái gì mà lược đó, anh em lược dắt bỏ sát, rút cái nước thôi. Anh em bơm cho nó một cái nha, bơm cho nó một cái rất là tuyệt vời luôn, bơm vô một cái có hút tiêu đen á, cho nó uống tiêu đen cầm bóp của mình nói đó. Diêm thanh thì uống diêm thanh cũng được, diêm thanh nó cực đường rượu đúng không, bơm cho mình một ống. Rồi cái anh em chế miếng nước nữa chút xíu, có anh tiếng cho anh em bơm thêm ống nữa. Nhưng mà đầu tiên là anh em phải con gà đó, đầu tiên anh em phải chích con lycocin rồi đó. Đặc biệt cái đó là nó trị, cái đó rất là hay đường ruột con gà, thấy nó rẻ tiền chứ nó phải nó vậy đâu nghe nè, nó hay lắm á. Chích cho nó một mũi đi, gà đi phân có máu đó, chích cho nó một mũi lycocin rồi lắp về, chích cho nó một mũi. Rồi anh em làm cái lá mơ như mình nói, bơm vô cho nó một ống, bơm một ống cho mình đảm bảo với anh em, bơm vô lọt cho lọt cho nó hết, bơm một ống vô uống thêm, có diêm thanh uống vô thêm diêm thanh, rồi che uống 2 viên, ngày nào uống 3 viên ha. Rồi che chích 0,5 ly con xin thì lo nó vàng, và gà nào chích 1C con đi xin đi liên xin nó lấp vàng nha, chích 1C cho mình luôn. Rồi anh em cứ làm cho mình một lần như vậy thôi, đảm bảo con gà anh em ok. Còn qua ngày mai muốn muốn cho tốt nữa, mình làm lá mơ một cái nữa, mình chỗ một cái y chang vậy đó đó. Có diêm thanh uống diêm thanh, có tiêu đen uống tiêu đen, cái gì về đường ruột là nó rất là tuyệt vời. Cái công dụng của lá mơ á, mình nói nuôi gà nó rất là hay luôn nha anh em, nó hay dữ lắm. Thì đó những con gà mà bị như vậy đó, anh em làm cho mình cái xác lá mơ anh em bỏ ra dắt lấy nước xác bỏ bơm cho nó cho mình, ngày mai làm thêm cử cái chang vậy đó. Đảm bảo rất là ok luôn, rất là tuyệt vời đó. Con gà đi phân ra lúa là cũng y chang cũng được nữa. Anh em có lá mờ bơm lá mờ, không có lá mờ thì anh em chỉ con gà đi phân lúa phân sống thì nó dễ hơn, chích liên xin rồi nó vàng một mũ cho mình, uống diêm thanh dỗ tiêu đen vô, nó là về kết hợp thì cái đường ruột ha. Còn cái lá mơ là nó công dụng là nó sát trùng ở trong đường ruột gà anh em, và nó trị cái đường ruột gà anh em rất là hay và rất là hiệu quả. Uống nước không cần ăn sát đó, vậy là cái công tốt, cái tốt gì của cái lá mơ là nó tuyệt vời như vậy. Hay nuôi gà lúc nào nó cũng phải bị trục trặc kỹ thuật hết ha, nuôi gà lúc nào cũng bị trục trặc rồi bị này bị kia, thì mỗi một người có mỗi cách trị nó khác nhau, nhưng mà mình trị cái dân gian thì nói chung là nó rất ok hơn đó. Nuôi gà ai có bị những cái tình trạng đó trên nó, phần sống thì phần sống gì đó thì đi phân có lúa nè, nó thì nó đi cái hừng con gà nó tiêu ra, thì nó uống nước nhiều vô nó tiêu ra nước lúa lẫn lộn, không có tiêu hóa được lúa đó. Thì cái vấn đề đó là phải sử dụng cái thuốc sẵn, nuôi gà phải có thuốc sẵn anh em ơi. Nói chung là nuôi gà là phải vậy mới được, còn nuôi gà mà để có nước mới tát không, mà nước nào mà tát nổi. Thôi thì mình cũng chia sẻ tới đây ha anh em ha.